Đây là 5 lý do khiến cho TechPad Zone 4 trở thành bộ camera đáng lắp nhất dành cho chiếc xe VF3. Lý do thứ nhất đó là hỗ trợ lái xe trong không gian hẹp. Mặc dù đây là chiếc mini car cỡ nhỏ, tuy nhiên chiếc xe này thì chủ yếu là các chị, các mẹ đi chợ, đi chùa, nên để lái được một chiếc xe ô tô sẽ vô cùng là khó khăn. Nếu anh chị trang bị một hệ thống camera 360 như thế này thì sẽ giúp chúng ta nhìn được toàn cảnh và giúp cho chúng ta lái xe cực kỳ là dễ dàng. Lý do số 2 đó là TechPad Zone 4 cắm jack zin 100% dành cho chiếc xe VF3, nên việc lắp đặt sẽ rất là nhanh. Và đặc biệt nữa đó là camera vô cùng sắc nét khi được chuyển qua cổng HDMI. Lý do số 3 đó là nguyên lý hoạt động vô cùng thông minh. Khi chúng ta nổ xe lên thì camera sẽ quét quanh một vòng để kiểm tra xung quanh này. Đó, vào số D thì camera trước sẽ hiện lên. Và cái bộ này hay nha, nó sẽ ghép một cái đầu xe, hai cái ở hai bên gương này. Và bên phải đó là toàn cảnh. Chúng ta có thể cảm ứng ở ngay trên màn hình để chuyển đổi. Ví dụ ở đây là một camera phía trước. Và khi muốn hiển thị camera trái thì chúng ta sẽ xi nhan trái này. Muốn bên phải thì sẽ xi nhan bên phải này. Đó. Và khi muốn ghép đầu xe thì chúng ta chỉ việc là gì ạ? Bấm ở ngay trên màn hình thôi. Hay là ghép bốn bánh thì chúng ta cũng chỉ việc là bấm ở trên này. Đó. Sẽ giúp chúng ta nhìn được toàn bộ xung quanh chiếc xe. Bên cạnh đó, không chỉ là cảm ứng mà TechPad Zone 4 còn trang bị một cái núm xoay để chúng ta có thể di chuyển các góc camera. Vô cùng là tiện lợi. Và lý do thứ 5 đó là lý do cuối cùng. Camera TechPad Zone 4 không chỉ là bộ camera hỗ trợ chúng ta lái xe mà còn là 4 camera hành trình ghi lại hành trình cả 4 hướng. Gần như là anh chị không lo ai ăn vạ. Toàn bộ thước phim đều được ghi lại khi chúng ta di chuyển trên đường. Và một điều đặc biệt đó là anh chị em nào cũng quan tâm là mức giá TechPad Zone 4 thì có 3 phiên bản dành cho VF3. Với phiên bản Eco thì được sale từ 10.8 triệu xuống còn 8.8 triệu lắp đặt hoàn thiện. Có một phiên bản cao hơn đó là Cam 360 tích hợp với CarPlay thì đang được sale từ 15.8 triệu xuống còn 12.8 triệu. Và phiên bản cao cấp nhất đó là vừa tích hợp Android này, tích hợp cả CarPlay và tích hợp cả camera 360 thì đang được sale từ 19.8 triệu xuống còn 15.8 triệu thôi cả nhà ơi. Nếu anh chị có bất kỳ một câu hỏi nào thì hãy để lại số điện thoại, sẽ có nhân viên tư vấn cho anh chị nha.